Thì nhiều kích ao. Điện đâu rồi mất? Không nên không bơm mất rồi, tắt rồi. Ui, rô phi to. Cái sao ăn vào lưới rất nhiều. Nhiều rô phi to mà kích không dính nhỉ? Chạy. Thế mà sáng ông mát kích là không có động con nào nhỉ? Kích ông mát yếu, kích phát là chạy ngay. Cái cổ quạt đéo tháo được bình nha. Đeo một chút sâu nặng á. Sâu chọc không đeo rồi. Vâng, cho bà gái bà nhặt kia đi vẽ rồi đấy, ra mà nhặt được. Tôi vi to nhé. Sắp được rồi, sắp được rồi. Kìa, chắc có con gì đậu ở đằng kia kìa, to đấy. Chỗ này đất đoạn này là nhà ấy. Nấn rồi chứ, ở đây có nhà đâu. Nhưng mà ai nhà ấy còn nhị. Không nhà ấy, có cái ao này. Ừ. Nhưng mà ai đổ ở đây thì nữa. Nhà... Ừ. Ôi, giếc, giếc à. Nhà ấy. Nhà ấy. Hết. Nó đổ đất thì chịu rồi được. Giếc. Kìa, đấy, nó còn với nó nguồn không biết con gì. Chê dồ. Đấy kìa kìa. Đấy, ở sao ông bơm ấy nhỉ? Cứ thế này thế. Ui, rô phi to à? Rô phi. Ô, rô phi sáng đánh khối rô phi vậy vậy. To như thế. 10, 11 nghìn cân. Bắt cái 12 nghìn cân. À thì thế nhưng mà nó bán cho người ăn cũng về loại này cũng về 25. Cái đấy đứng thoải mái rồi. Ồ. Này 25 thì cả sông. Cá này 20 rồi. Ôi, rắn mùng to chưa kìa. Đây này. Rắn mùng ấy. Bắt ở đâu ông tóm ở đâu? To chưa? Bán đấy, giờ tuy thóc hết. To chưa? Ấy, à sộp sộp. Ôi kìa, kéo nó ra con rắn mùng ra kìa. Ôi kìa, rắn nó bò kìa. Rồi, lấy cái bao. Bao. Rồi, cái bao. Bao, cái bao con gì? Buộc buộc con đấy được mấy lạng ấy nhỉ, con đấy phải được 3-4 lạng chứ không ra được chứ. Đục đun như tuyệt chứ nhọc đi. Nó vừa thích thả đây này, thả mấy cái bè chuối rồi này xong rồi ghi ghim nó vào nó đi còn nổi. Thôi rồi đun đi. Ông về cứ đi vòng quanh nùa nùa vào lưới cơ. Cứ quanh giờ rồi ra xa nữa. Xa đã có lưới rồi. Đây là ông đùn dìa bà này. Cái chỗ năm mại thế nhỉ? Năm mại đẹp nhiều. Nè, nó bâu rồi.
Đây nó bầu đi. Ấy, lại rô phi tiếp. Thế bạn ấy ở trại nó về rồi. Sắp 4 lớp 5 rô phi. Toàn rô phi. Ra bao giờ bán được rồi? Ừ. Thế nhưng mà ra bao giờ? Cứ chạy chiều. Đang ở đâu rồi? Dạ bà thôi. Nhưng mà bộ này mà gặp rô phi to chắc là khả năng là không ăn được. Phải cầm bộ cho Tuyến nhé. Tuyến rồi cầm kích thú này. Bộ này không ăn thua. Đâu rồi, chỉ có đi ra chỗ giữa kia thôi. Tuyến cầm kích thú này. Thôi cầm ra. Đun theo cái thuyền. Thôi lội xuống cho ông đại ông nội. Cháu bảo rồi cái này làm sao đi được. Nặng như thế. Thôi cứ đứng đây kích được tí cá nó vào. Vạt thì bé một cái lỗ mũi. Vạt ra được cá. Nam à. Ngồi kia đi nó nhẹ. Anh bờ xem có con sổ con chiếc nào không. Rùn lắm. Kích thủ này không ăn thua. Con bùng đó cái to hết. Còn đây lắm thịt đấy. Mại đẹp như là nói đây. Bây giờ kích buồn được. Thế có phải nhanh không? Chủ yếu kích lên trên xem còn con nào nó nằm ở trên. Cái này chỉ dùng kích vật tọa vật điện thôi. Vật này đánh đi sao được. Chuyện bê tông nó lặng, nó chìm bùn. Chuẩn voi, con mùng béo, chuẩn voi. Ừ. Chắc đang đẻ, con mùng sắp đẻ rồi, chuẩn voi. Sọt đẻ. Con cãi thuật thế, nó được, về chưa được. Nó muốn ở ngoài chú. Đấy cái chỗ thuyền đấy con quẫy to lắm. Nhưng mà cái loại chê 5-7 cân kích cơ không bắt được nó. Kích vào giữa vật mà vẫn chạy. Chê nai đánh thì coi nó phải đánh đúng điểm chết cơ thì mới ấy được. Mới lại kích phải khỏe. Đó. Cái ân. Năm ngoái con chê gần 7 cân đi kích giữa vật mà con thú đéo vẫn chạy. Chạy hết thua gì. Ở đâu? Ở đúng ao này. Ao nhiều máy. Đấy kích cơ yếu. Điện. Điện đánh chết thì mới đánh chết được. Không gặp kích của tôi mẹ mày. Gã giữa vật không bao giờ thoát được. Đúng vào điểm điện nó phóng. Tầm xa nó rộng 1,5 mà từ vật ra. Này đấy, về giờ về cầm kích của ông ấy à. Ông Vân đi. Ông thưa ông Vân. Ông vẫn đi kích ở sông đấy. Ông Thuy á. Thuy là hai bình đấy. À, kích đấy mới khỏe. Nhưng ông vác ra được cái bình ấy. Thì cho xe đạp điện xong cho thuyền nhỉ. Ông vẫn cứ kích thuyền đi. Nó là do kích chứ đâu phải là đúng rồi, do cái bộ kích. Do bộ kích của nó. Đây là do nó kích khỏe. Bình nó phải to nữa. Bình to để được kích được lâu thôi. Bình to thì lâu thôi, nó là 12V cái gì đâu rồi. Cái nào kích 24V đâu rồi. Có nghĩa là kích càng khỏe thì càng tốt điện. Càng tốt điện thì nó phải bình to để nó chứa điện cái gì. Đấy, cầm cái bình kích của ông Thuy ra ấy. Chốc ông mà đi một vòng ao này, chốc một thuyền cá. Ông có tìm dầu phi cân rưỡi, dính phát đứt luôn. Ông một thuyền cá. Đấy, cá toàn. Này đi ơi, bấy con bé này. Ờ, đâu ai bấy hả? Đấy.
sợ ướt. Đây ra mát ướt rồi mới hăng nha. Chứ ngấy chơi ướt còn chứ. Đeo phải cá là hăng. Ừ, ra ướt rồi. Đấy, cá gì vài cá dù con này đánh hết thôi. Đâu mấy cá dù. Sáng kéo hai mẻ có được không? Có có được. Thì nó không có để được cái gì. Nó không có cá. Không đầy. Nó có ông kéo nửa mẻ hãng được, nửa hãng được. Thì ông tàu ông béo ông phải bỏ ra. Đấy, con gì ấy, con gì nổi nổi đấy nhỉ? Ông đang nhả ra. Nhả, khích, nhả, còn đi ấy ao. Con gì nổi nổi góc này này nhỉ? Ông còn đi làm ao, lại thả nhả cho ông đại. Như đê, có chuyện lạ. Không nhai được. Không nhai được. Không được ăn. Cá nó giờ nó nổ. Cao như nước thải nó xảy xuống như làm sao mà trước ngày nó còn sạch sẽ thì cá giờ nước thải xuống đâu có chết. Ôi chê còn gì nó quấy kìa. Giờ làng mình chê ấy, chê đấy. Cái ao này chỉ xây quần xây vòng vòng rồi cho con tắm. Sáng mới kéo nước ở đây rồi. Anh kêu rồi. Kéo 19 triệu. À dục phí. Dục phí. Dục phí nó mới khỏe đấy chứ. Sộp sộp 19 triệu này. 19 triệu là tốt. Nhưng 19 triệu cũng to lắm. To hoàn trắng. Thấy ông bè ông thả khối vô bia rồi. Vào kìa. Ông bè mắc kích ông bè đấy. Kìa đi, có kích ông mát đi. Đích đấy ăn thua kì. Vừa có mày ấy. Giật mạnh rồi. Làm đéo có con gì để mà giật. Toàn con tép diêu, đéo bó. Mày nẹp rồi về băm xá là được. Không, chê lai cơ. Phải có chê lai bắt kích đến bây giờ. Đấy. Chọc đéo biết con gì nào. Đứng lên xem thì sáng. Dậy mạnh lắm. Kéo hai mẹ đeo cái ăn mẹ đẹp tí vào bàn ấy chứ với bà bắt kia đầy đây này mẹ đẹp này bầu đầy này nhìn chưa đấy yeah. Ao này nhiều lắm nhé nó ngớp đầy đi chơi rồi. Dù vì cứ dây dầm dầm mà toàn thô to ấy. Thả cá, cá này là ăn được cá rô. Không thả cứ để hoang nha. Rô tự nhiên. À cái ao này cứ để mà cứ thôi cứ gọi mỗi 5-500 cứ vứt đấy. Rô phi cho lớn lớn. Giết đồng câu, chính thả cá này đâu có lãi đâu. Ví dụ như mà cứ để cái cá đen cá điếc ấy khi lúc hôi lên cạn đi nữa ông bè cứ vỗ mạnh mà cá vào không bắt cá bé rồi cá to nó chạy không bắt được đấy thì được rô phi thôi ừ rô phi này thế nào còn kích cũng yếu thế rồi cá cứ chạy được. Kích này không bắt được rô phi to. Ao nó rộng này, nó kích bắt nó ngược này. Không, rô phi to không chạy được. Kích cơ yếu. Một cần nhọn một cần tật.